Khi Lionel Messi gây sốt ở Mỹ, vệ sĩ của anh cũng nhận được sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ. Hình ảnh anh chàng lực lưỡng tên Yassin Chuko theo sát Messi như hình với bóng được các cổ động viên ghi lại và chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Ở trận đấu giữa Los Angeles FC và Inter Miami mới đây, một khán giả lao vào sân để tiếp cận siêu sao người Argentina. Ngay lập tức, vệ sĩ có thân hình hộ pháp lao vào sân ngăn cản và bế cổ động viên quá khích này ra ngoài. Chuko là vệ sĩ Inter Miami thuê riêng cho Messi đặc quyền mà chỉ siêu sao người Argentina được hưởng ở đội bóng này. Chuko được trả lương 3 triệu euro một năm, có nghĩa là cao gấp vài lần mức lương trung bình của cầu thủ ở giải nhà nghề Mỹ MLS. Đội bóng trả lương cầu thủ cao nhất ở giải đấu này là Toronto FC, trung bình gần 1 triệu đô la Mỹ một năm cho mỗi cầu thủ. Trong ngày thi đấu, vệ sĩ đi theo Messi từ lúc xuống xe buýt, đi qua đường hầm và túc trực ngoài đường biên trong thời gian diễn ra trận đấu. Về nguyên tắc, Chuko chỉ tách xa khỏi Messi khi cầu thủ này ra sân thi đấu. Tuy nhiên, Chuko sẽ lao vào sân ngay khi xác định có biến, giống như trường hợp ở trận đấu với Los Angeles FC. Yassin Chuko được giới thiệu từng là lính hải quân Mỹ. Tuy nhiên, đây là thông tin chưa được chứng thực. Tờ Daily Mail mới đây đã tìm hiểu và khẳng định anh chưa từng làm việc trong quân đội. Điều chắc chắn về Chuko là anh có thể hình vạm vỡ, đủ mang lại cảm giác an tâm cho người được bảo vệ. Ngoài ra, vệ sĩ của Messi cũng là chuyên gia võ thuật tổng hợp MMA với kỹ năng về taekwondo, boxing thực chiến. Bên cạnh việc đảm bảo an ninh trong những ngày thi đấu, Chuko cùng 50 người khác được thuê để theo dõi và bảo đảm sự an toàn cho gia đình Messi ở Miami.